Thông tin mới nhất về việc nhập cảnh vào Việt Nam đã được đăng tải rộng rãi trên các tờ báo lớn của Việt Nam. Như đây là thông tin được đăng tải trên báo VN Express với tiêu đề Khách quốc tế vào Việt Nam chỉ cần xét nghiệm âm tính. Bài báo này được đăng tải trên báo vào ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022. Người nhập cảnh Việt Nam cần xét nghiệm nCoV âm tính bằng PCR hoặc test nhanh. Khai báo y tế, sử dụng BC Covid và không phải cách ly. Tối ngày 15 tháng 3, Bộ Y tế công bố hướng dẫn về quy định phòng chống dịch đối với người nhập cảnh Việt Nam. Những trường hợp này có hiệu lực từ hôm nay, thay thế quy định hiện hành. Theo đó, người nhập cảnh theo đường hàng không cần kết quả xét nghiệm âm tính NCoV bằng PCR trong vòng 72 giờ. Nếu là test nhanh trong vòng 24 giờ có chứng nhận trước khi xuất cảnh. Người nhập cảnh đường bộ, đường thủy, đường sắt áp dụng quy định tương tự. Trường hợp chưa có xét nghiệm thì trong 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh từ cửa khẩu về nơi lưu trú như là khách sạn hoặc là nhà riêng cần hạn chế dừng tiếp xúc với người khác. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, họ có thể tự do đi lại. Trẻ em dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm và đi theo bố mẹ hoặc là người thân. Trong 10 ngày kể từ khi nhập cảnh, khách tự theo dõi sức khỏe và báo với cơ sở y tế gần nhất nếu có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19. Cài đặt ứng dụng BC Covid suốt thời gian ở Việt Nam. Và như vậy thì với quy định mới này của Việt Nam, thì nếu như cô chú và các anh chị muốn từ Mỹ về Việt Nam thì chúng ta rất là thuận tiện. Chỉ cần có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng PCR hoặc là test nhanh. Trong quy định mới này đã không có đề cập đến quy định là cần phải có đủ 2 mũi vaccine COVID-19 thì mới được nhập cảnh. Và như vậy thì quy định vaccine COVID-19 đã được bỏ qua. Cô chú và các anh chị chúng ta chỉ cần xét nghiệm âm tính, khai báo y tế và cài ứng dụng BC COVID vào điện thoại của mình. Và khi về đến Việt Nam thì chúng ta có thể về đến nhà, chúng ta không cần phải cách ly nữa. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi thông tin này, thì đẹp thấy có một bản hướng dẫn này bằng hình ảnh được đăng tải trên báo Thời báo Tài chính của Việt Nam. Đẹp xin chia sẻ ở đây để cô chú và các anh chị chúng ta dễ xem hơn. Mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Khách quốc tế chỉ cần có kết quả test nhanh âm tính, không cần cách ly. Ở phía dưới này thì có đề cập đến các yêu cầu và có hình ảnh, cô chú và các anh chị chúng ta có thể xem dễ dàng. Yêu cầu đối với hành khách quốc tế. Thì nếu như cô chú và các anh chị nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không thì chúng ta chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trừ trẻ em dưới 2 tuổi thì không cần phải có xét nghiệm này. Trong vòng 72 giờ nếu có xét nghiệm RBCR có nghĩa là trước khi mà cô chú và các anh chị về thì trong vòng 3 ngày chúng ta làm thêm cái xét nghiệm PCR chúng ta đem theo. Hoặc là trong vòng 1 ngày 24 giờ nếu như xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Thì đẹp nghĩ đa số thì cô chú và các anh chị chúng ta sẽ nhập cảnh bằng đường hàng không. Còn đường bộ và đường thủy thì hầu như sẽ rất là ít. Ba đường này, đường bộ, đường thủy và đường sắt thì chúng ta cũng chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sắc COVID-2 và trẻ em 2 tuổi cũng được loại ra. Nếu như xét nghiệm PCR có hiệu lực trong vòng 72 giờ, còn nếu như xét nghiệm nhanh kháng nguyên thì trong vòng 24 giờ. Và nếu như chúng ta chưa làm xét nghiệm đối với trường hợp ba đường này, thì phải xét nghiệm trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam. Quy định mà chưa xét nghiệm này thì không có áp dụng đối với trường hợp mà cô chú và các anh chị đi bằng đường hàng không. Nếu chúng ta đi các đường đường bộ, đường thủy và đường sắt mà xét nghiệm âm tính thì chúng ta được rời khỏi nơi lưu trú, thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Còn nếu như mà xét nghiệm dương tính thì phải báo ngay cho y tế của địa phương. Còn đây là các trường hợp mà được ngoại trừ. Ví dụ như là trường hợp đối với trẻ em dưới 2 tuổi thì không bắt phải xét nghiệm và được nhập cảnh tham gia các hoạt động ở nơi lưu trú cùng với bố mẹ và người thân. Khi nhập cảnh thì cô chú và các anh chị chúng ta cần phải khai báo y tế và cài đặt ứng dụng BC Covid trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Đối với các khách du lịch có bảo hiểm y tế hoặc là bảo hiểm du lịch, có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu là 10.000 đô la Mỹ. Trường hợp bảo hiểm này thì đa số là áp dụng cho các hành khách đi du lịch đến Việt Nam. Hiện nay các nước khác thì cũng áp dụng quy định này dành cho khách du lịch. Ví dụ như ở Campuchia thì cũng có áp dụng, chứ chính phủ của các nước họ sẽ không có điều trị miễn phí cho đối với các trường hợp khách du lịch. Thông tin thứ hai để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là lãnh sự quán Mỹ đã mở hệ thống đặt hẹn cho tháng 4 năm 2022 trong tuần này. Thì sau thời gian gần một tháng chờ đợi lãnh sự quán mở hệ thống đặt hẹn, kể từ lần gần nhất là ngày 17 tháng 2, thì vào chiều ngày 17 tháng 3, lúc khoảng 3 giờ 35 phút chiều giờ Việt Nam thì lãnh sự quán Mỹ đã mở hệ thống đặt hẹn, các ngày hẹn sẽ là vào tháng 4 năm 2022. Lịch hẹn mở ra dành cho toàn bộ các diện, như là các hồ sơ từng bị hủy lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán, dành cho diện K1 đính hôn hôn phu hôn thê, diện SB1 là dành cho các thường trú nhân cần tái nhập cảnh vào Mỹ và diện bổ túc giấy xanh R2A. Đây là hình mà Điệp đã chụp lại khi mà hệ thống đặt hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán mở ra. Cô chú và các anh chị có thể thấy đây là dành cho tháng 4 năm 2022. Thì lãnh sự quán đã mở từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 4. Trừ ngày 11 là ngày nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương. Và các ngày thứ tư trong tuần thì lãnh sự quán họ không có phỏng vấn mà họ dành các ngày thứ tư để giải quyết các công việc hành chánh. Và có ngày 29 thì Điệp không biết là ngày gì Nhưng mà lãnh sự quán họ cũng không có mở cho ngày 29 này Thì chúng ta có thể thấy là lãnh sự quán đã mở ra rất nhiều lịch hẹn Trường hợp hồ sơ này ngày 1 tháng 4 Thời gian hẹn với lãnh sự quán là lúc 1 giờ 5 phút chiều Lịch hẹn buổi chiều với lãnh sự quán thì có nghĩa là hồ sơ này bổ sung giấy xanh R2A Còn lại thì nếu như mà cô chú và các anh chị phỏng vấn lại với lãnh sự quán thì chúng ta sẽ đi vào buổi sáng còn lãnh sự quán họ dành buổi chiều để gặp các hồ sơ cần bổ sung giấy xanh R2A. Trong đợt mở của tháng 4 này, thì lãnh sự quán đã dành rất nhiều chỗ hẹn cho diện bổ sung giấy xanh R2A. Còn lại thì có rất ít chỗ dành cho các diện phỏng vấn lại và diện SB1. Còn đối với diện K1 thì vẫn như các tháng gần đây, chỗ hẹn được dành cho diện K1 rất ít. Vì vậy thì khi hệ thống mở ra chỉ có khoảng 3 phút là lịch hẹn dành cho diện K1 đã được đặt kính Vì vậy thì chỉ có rất ít hồ sơ của diện K1 đặt được lịch hẹn phỏng vấn kỳ này Trong đợt mở lịch hẹn phỏng vấn kỳ này thì Điệp cũng có hỗ trợ đặt hẹn thành công cho nhiều cô chú và các anh chị bổ sung giấy xanh R2A phỏng vấn lại và diện SB1 tái nhập cảnh dành cho các thường trú nhân và một vài hồ sơ diện K1 vì vậy nếu như cô chú và các anh chị cần hỗ trợ đặt hẹn với lãnh sự quán thì có thể liên hệ qua email này để điệp sẽ hỗ trợ cô chú và các anh chị. Và thông tin thứ ba về di trú điệp muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian cấp visa từ lãnh sự quán đối với các hồ sơ mà cô chú và các anh chị gửi thêm hồ sơ giấy tờ bổ sung sau khi chúng ta phỏng vấn. Thì sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đáng, Lãnh sự quán quay trở lại làm việc và đã giải quyết xét cấp visa cho các hồ sơ nộp bổ sung khám sức khỏe hoặc là giấy lý lịch tư pháp số 2 có thời gian chậm hơn so với trước đây. Trước đây thì thời gian chờ sau khi bổ sung cho lãnh sự quán thì chúng ta chờ chỉ khoảng 2 đến 3 tuần, lãnh sự quán sẽ giải quyết cấp visa. Tuy nhiên thời gian chờ hiện nay đã bị kéo dài lên thêm Cô chú và các anh chị chúng ta cần phải chờ ít nhất là khoảng 4 đến 6 tuần thì lãnh sự quán mới kiểm tra tới lượt hồ sơ của mình. Và trong tuần này thì có nhiều hồ sơ nộp bổ sung khám sức khỏe cho lãnh sự quán từ khoảng ngày 21, ngày 22 tháng 1 trở đi bắt đầu được giải quyết và nhận visa với lãnh sự quán. Nếu như cô chú và các anh chị chúng ta nộp bổ sung các giấy tờ như là giấy khám sức khỏe hoặc là giấy lý lịch tư pháp số 2 và một số các giấy tờ thông thường khác cho lãnh sự quán qua bưu phẩm nhất tính, thì chúng ta có thể ước tính được thời gian mà lãnh sự quán sẽ giải quyết tới lượt của cô chú và các anh chị. Trong quá trình chờ đợi thì cô chú và các anh chị có thể tham khảo video clip này mà được đã có chia sẻ để chúng ta xem thời gian cập nhật của lãnh sự quán, cập nhật tình hình hồ sơ visa của cô chú và các anh chị khi nào mà lãnh sự quán họ mở ra để giải quyết, và khi nào visa của chúng ta được cấp ra thì chúng ta có thể theo dõi. Nếu như cô chú và các anh chị gửi hồ sơ bổ sung cho lãnh sự quán vào tháng 2 thì có thể thời gian này lãnh sự quán vẫn chưa giải quyết tới lượt của cô chú và các anh chị nên chúng ta gán kiên nhẫn chờ lãnh sự quán để họ giải quyết tới lượt của mình nha. Và như thông tin trước đây Điệp có liên hệ hỏi thăm với lãnh sự quán thì bởi vì hiện nay có rất nhiều hồ sơ đang bổ sung với lãnh sự quán và họ và họ đang bận rất nhiều công việc cho nên thời gian này đã bị kéo dài hơn. và thông tin thứ tư để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị như thông tin hàng tuần là cập nhật thời gian chờ hẹn phỏng vấn visa diện không định cư. Trung tâm visa NVC đã cập nhật bản thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn visa không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ. Cô chú và các anh chị cũng lưu ý là visa không định cư này sẽ không bao gồm visa diện đính hôn, hôn phu, hôn thê diện K1 và K2. theo thông tin được Trung tâm Visa NVC cập nhật vào tuần này. Đặc biệt, trong thời gian này, thì Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hiện nay đang đóng cửa do dịch Covid-19 và Đại sứ quán chỉ giải quyết các trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, diễn B1 và B2 visa du lịch và công tác, visa du học hoặc là visa trao đổi sinh viên và các loại visa không định cư khác, thì tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hiện nay chỉ giải quyết cho các trường hợp khẩn cấp. Còn các buổi hẹn phỏng vấn thông thường khác hiện nay tất cả đã bị hủy Nhưng hàng tuần Điệp cũng có cập nhật với cô chú và các anh chị là thông báo của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội Đại sứ quán Mỹ sẽ có hai đợt phát thực hiện phỏng vấn visa trong một tháng Thường là rơi vào các ngày trong tuần thứ hai và tuần thứ ba của tháng đó Là từ khoảng ngày 9 cho tới ngày 22 hàng tháng cũng có khi có đợt phát thi hiện phỏng vấn lần thứ ba nhưng mà rất hạn chế. Thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm visa NVC trước đó. Trong tháng 3 này, thì lãnh sự quán Mỹ đã có hai đợt phát thư hiện phỏng vấn ra. Lần thứ nhất là vào tuần rồi, là vào ngày 17 và ngày 18 tháng 3 năm 2022. Và lần thứ hai là vào ngày hôm nay, là ngày 21 tháng 3 năm 2022 cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này cách để chúng ta để email của mình vào để nhận được thư hẹn phỏng vấn của Trung tâm Visa NVC và lãnh sự quán. Theo thông tin mà Điệp cập nhật được, đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ hai của tháng 3 này, thì lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã phát thư hẹn phỏng vấn dành cho các diện. Diện F4 là anh chị em của công dân Mỹ các hồ sơ này có ngày hoàn thành xong 6 bước với trung tâm Visa NVC trong tháng 1 năm 2020. Và diện IR1, IR2, CR1 và IR5 là các diện vợ chồng và con nhỏ dưới 21 tuổi của công dân Mỹ và cha mẹ của công dân Mỹ. Các hồ sơ này có ngày hoàn thành xong 6 bước từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2021. Ngày hẹn phỏng vấn của các diện này là vào tháng 4 năm 2022. Còn lại các diện khác như là diện F1, F2A, F2B và F3 thì kỳ này vẫn chưa thấy thư hẹn phỏng vấn được phát ra cho các diện này. Hiện nay thì theo điệp biết có rất nhiều hồ sơ thuộc diện F2A và F3 đã hoàn thành xong 6 bước từ rất lâu và đang ngóng trong thư hiện phỏng vấn từ lãnh sự quán nhưng qua các đợt phát thư hiện phỏng vấn thì vẫn chưa thấy các diện ép này nhận được thư hiện phỏng vấn. Đối với diện K1 là diện hôn phu hôn thê diện đính hôn tại Việt Nam. Sau đợt mở hệ thống đặt hẹn với lãnh sự quán vào ngày 17 tháng 3 tuần rồi, thì diện K1 vẫn đang tiếp tục chờ lãnh sự quán mở tiếp đợt kế tiếp. Dự kiến lịch hẹn của diện K1 sẽ cần chờ vào khoảng giữa tháng 4, để đặt hẹn cho tháng 5 năm 2022 vì hiện tại lịch hẹn của tháng 4 hiện nay đã kín và trong một tháng thì lãnh sự quán thông thường là họ chỉ mở hệ thống ra hai đợt hoặc là một đợt để đặt cho tháng kế tiếp còn đối với diện bổ sung giấy xanh R2A sau khi cô chú và các anh chị phỏng vấn mà chúng ta cần bổ sung thêm giấy tờ cho lãnh sự quán thì sau đợt mở hệ thống đặt hẹn vào ngày 17 tháng 3 với rất nhiều chỗ dành cho diện R2A thì đến ngày hôm nay vẫn chưa thấy có đợt mở nào mới. Tuy nhiên trên hệ thống thì lâu lâu diện R2A này vẫn có một vài chỗ hẹn trống do có một số hồ sơ họ hủy lịch hẹn. Cho nên nếu như cô chú và các anh chị chúng ta chịu khó canh cho lịch hẹn thì có khi chúng ta sẽ đặt được lịch hẹn bổ sung R2A với lãnh sự quán vào tháng 4. Trong thời gian mà cô chú và các anh chị chờ nhận được thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán, thì cô chú và các anh chị chúng ta đừng quên kiểm tra lại thời hạn sử dụng của một số loại giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn. Ví dụ như giấy lý lịch tư pháp số 2, thời hạn hiện nay là 2 năm. Ảnh thẻ visa 5x5 cm, thời hạn sử dụng là 6 tháng. Hộ chiếu thì ít nhất là 6 tháng và còn hai chân trắng. Cho nên các giấy tờ này thì cô chú và các anh chị chúng ta nên kiểm tra lại Và đặc biệt là kìm theo giấy khai thuế mới nhất của người bảo lãnh, người bảo trợ tài chính năm 2021 Trong thời gian vừa qua thì đẹp cũng có gặp nhiều trường hợp cô chú và các anh chị bất ngờ nhận được thư hiện phỏng vấn Tuy nhiên thì giấy lý lịch tư pháp số 2 đã hết hiệu lực Nhưng thời gian làm giấy lý lịch tư pháp số 2 hiện nay cũng khá lâu Thường là chờ từ 15 ngày cho tới 30 ngày mới nhận được giấy lý lịch tư pháp số 2 mới vì vậy nếu như cô chú và các anh chị chúng ta có thời gian thì chúng ta nên làm giấy lý lịch tư pháp số 2 mới Chúng ta chịu khó tốn phí là 200.000 để chúng ta có thể chuẩn bị sẵn lý lịch tư pháp số 2 này Vào đợt phát thi hiện phỏng vấn lần 2 kỳ này thì đẹp thấy rất nhiều hồ sơ nhận được thư hiện phỏng vấn từ lãnh sự quán Đây là một số hồ sơ đã nhận được thư hiện phỏng vấn vào ngày hôm nay Ví dụ như trường hợp hồ sơ này Cả gia đình này có 5 hồ sơ thuộc diện F4, có nghĩa là 5 gia đình ở Việt Nam được bảo lãnh theo diện F4 và hôm nay thì cả 5 gia đình này đã nhận được thư hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán. Các hồ sơ này có ngày bảo lãnh là ngày 12 tháng 2 năm 2007. Ngày hoàn thành xong 6 bước là ngày 7 tháng 1 năm 2020 và được lãnh sự quán hẹn là ngày 18 tháng 4 năm 2022 sẽ phỏng vấn. Còn hồ sơ này cũng là diện F4 Ngày ưu tiên là vào tháng 8 năm 2006 Hoàn thành xong 6 bước là ngày 8 tháng 1 năm 2020 Thì hôm nay cũng đã có nhận được thư hiện phỏng vấn Còn đây là một tin nhắn thông báo trên một diễn đàn về di trú Thì cũng thông báo với nhau là diện CR và IR Có ngày hoàn thành vào tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2021 Cũng nhận được thư hiện phỏng vấn kỳ này còn đây là các hồ sơ cũng nhận được thư hẹn phỏng vấn Đây là diện F4 Ngày ưu tiên là ngày 26 tháng 2 năm 2007 Ngày hoàn thành 6 bước là ngày 13 tháng 1 năm 2020 Và sẽ phỏng vấn vào ngày 21 tháng 4 năm 2022 Hồ sơ F4 này có ngày ưu tiên là ngày 26 tháng 9 năm 2006 Hoàn thành 6 bước vào ngày 10 tháng 1 năm 2020 và sẽ phỏng vấn vào ngày 19 tháng 4 năm 2022. Còn đây là diện IR1 là bảo lãnh vợ chồng của công dân Mỹ. Ngày ưu tiên của hồ sơ là ngày 29 tháng 6 năm 2018. Ngày hoàn thành là ngày 22 tháng 10 năm 2020 và sẽ phỏng vấn vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. Và đặc biệt diện này là ban đầu là từ diện F2A Sau đó người bảo lãnh đã thi đậu quốc tịch Mỹ và xin chuyển diện sang diện IR1 Xin chuyển diện được xét duyệt vào ngày 28 tháng 2 năm 2022 Đây là thư hiện phỏng vấn kỳ này dành cho một diện F4 Lãnh sự quán hẹn phỏng vấn vào ngày 19 tháng 4 năm 2022 vào lúc 9 giờ 10 phút sáng cho nên nếu như cô chú và các anh chị đang chờ đợi thư hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán thì chúng ta nhớ kiểm tra hộp thư email của mình. Bởi vì các thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán hiện nay, lãnh sự quán chỉ gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm visa NVC khi mà chúng ta làm 6 bước. Và cô chú và các anh chị tham khảo thêm một số hồ sơ này. Hồ sơ này cũng là diện F4. Ngày ưu tiên là tháng 8 năm 2006, Hoàn thành 6 bước là ngày 8 tháng 1 năm 2020. Sẽ phỏng vấn vào ngày 18 tháng 4 năm 2022 vào lúc 8 giờ 10 phút sáng. Hồ sơ này ngày ưu tiên là tháng 9 năm 2006, cũng hoàn thành 6 bước trong tháng 1 năm 2020 và sẽ phỏng vấn vào ngày 19 tháng 4 năm 2022 vào lúc 8 giờ 50 phút sáng. Khi mà cô chú và các anh chị có nhận được thư hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán thì các buổi phỏng vấn của chúng ta sẽ được hẹn là vào buổi sáng các ngày trong tuần trừ ngày thứ tư. Lãnh sự quán không phỏng vấn vào buổi chiều nha cô chú và các anh chị. Các buổi chiều thì lãnh sự quán họ dùng để gặp các hồ sơ giấy tờ bổ sung giấy xanh R2A chứ họ không có phỏng vấn. Còn hồ sơ này là thuộc diện IR1 là bảo lãnh vợ chồng của công dân Mỹ hoàn thành 6 bước vào ngày 15 tháng 11 năm 2021 cũng nhận được thư hiện phỏng vấn và đây là diện IR2 là con ruột của công dân Mỹ có ngày hoàn thành 6 bước là ngày 29 tháng 10 cũng nhận được thư hiện phỏng vấn đây là thư hiện phỏng vấn của diện IR2 này trung tâm visa NVC chỉ vừa gửi là vào ngày 21 tháng 3 ngày hôm nay Và đẹp xin chia sẻ lại lưu ý này để nhiều cô chú và các anh chị khi trong thư hiện phỏng vấn của mình thì chúng ta có thể tự biết được. Thứ tự hồ sơ được lãnh sự quán lên lịch hiện phỏng vấn sẽ dựa trên ngày mà trung tâm visa NVC xác nhận hồ sơ đã hoàn thành xong 6 bước. Khi làm hồ sơ 6 bước với trung tâm visa NVC thì chúng ta cố gắng chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ chu đáo để quá trình làm 6 bước không bị kéo dài. Và sau khi hoàn thành xong 6 bước, thì cô chú và các anh chị nên soạn sẵn hồ sơ giấy tờ cần thiết khi đem theo khi đi phỏng vấn visa với lãnh sự quán. Khi nào có thư hẹn phỏng vấn thì chúng ta sẽ kịp thời gian để chuẩn bị. Điều kiện để được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn. Thứ nhất là ngày ưu tiên cho lịch visa phải vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ. Điều kiện này thì không áp dụng cho các diện CR và IR, chỉ áp dụng cho các diện F. Điều kiện thứ hai là hồ sơ phải hoàn thành xong 6 bước với trung tâm Visa NVC, có email hoặc là tin nhắn của trung tâm Visa NVC xác nhận. Để cô chú và các anh chị có thể chuẩn bị thật chu đáo cho buổi phỏng vấn của mình thì trên kênh Điệp cũng đã có chia sẻ về các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn. Ví dụ như đây là một video clip mà Điệp chia sẻ về câu hỏi phỏng vấn diện cha mẹ của công dân Mỹ là diện IR5. Hoặc video clip này là để chia sẻ câu hỏi phỏng vấn thường gặp của diện F4 anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể xem các video clip này mà Điệp đã chia sẻ. Chúng ta có thể xem trong phần danh sách phát các câu hỏi phỏng vấn. Và có nhiều cô chú và các anh chị khi nhận được thư hiện phỏng vấn thì chúng ta cũng bỡ ngỡ không biết là chúng ta cần phải làm những việc gì tiếp theo. Thì Điệp xin chia sẻ ở đây là ba việc cần làm ngay sau khi có thực hiện phỏng vấn. Đầu tiên là cô chú và các anh chị chúng ta cần đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán. Để khi nào mà chúng ta phỏng vấn đậu thì lãnh sự quán họ sẽ có cái địa chỉ nhà mà họ gửi visa về cho cô chú và các anh chị thông qua bưu phẩm nhất tính. Việc thứ hai là chúng ta cần phải đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Và việc thứ ba là chúng ta soạn hồ sơ chuẩn bị đem theo khi đi phỏng vấn với lãnh sự quán. Chi tiết mà cách chúng ta đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán thì đẹp đã có chia sẻ qua video clip này. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể tham khảo. Và cách đặt hẹn khám sức khỏe và chức ngừa định cư Mỹ, đẹp đã có chia sẻ qua video clip này.